Chào vị các bạn, mình đang ở chân đèo Cả. Cái đường này là cái đường nhánh chứ không phải là cái đường chính như vậy. Cái đường nhánh song song với lại cái đường chính để vượt qua đèo Cả. Và đây địa phận của tỉnh Phú Yên. Ở đây mình để ý nè vị, có những cây hoa mua mọc ven đường rất đẹp. Phải nói là cái hoa nó to, cực kỳ to luôn. Quý vị nhìn thấy cây hoa mua nè, nó to khủng khiếp không vị. Và cái bông của nó to. Chưa bao giờ mình thấy được cái hoa mua mà nó to như thế này luôn vị. Đây, đó cái hoa mua nó to nè. Đây nó to bằng cái bàn tay mình luôn nè vị. Trời ơi cái hoa mua. Và đây những cái trái hoa mua đây nè. Mọi người nhìn nè. Những cái trái hoa mua nè. Đây. Mọi người nhìn nhìn kỹ cái hoa mua nè. Ở cái trái hoa mua nè. To khủng khiếp chưa? Đây những cái trái hoa mua nè vị. Ở bên đây một cái hoa nữa nè, đây hoa hoa nữa nè, mình lấy hái một hoa cho quý vị xem. Đây, cây hoa mua ở Phú Yên sao mà nó to, cái lá nó cũng to mà thân nó cũng to mà cái hoa nó cũng to. Đây tạm bước một bông đi vậy, đây ha, nó to bằng cái bàn tay mình luôn ấy chứ. Ở đây không thấy ai, nói chung là chắc cũng không ai trồng cây hoa này. Nếu mà về thành phố chắc là nhiều người yêu thích cái loại hoa này lắm vậy. Nó có cái gì gọi là, có cái gì gọi là hoang dại của núi rừng. Nè, thấy không vậy? Đây. Nè, cái hoa nó to khủng khủng quá không? Đấy. Đây, cái gì thấy nè. Hoa nó to. Hey, bước bông nữa như vậy, hai bông, hai bông đi, đó. Ba bông đi, xin phép bước ba bông nha, ba bông, để làm cảnh thôi, đó, ba bông, nó to bằng cái bàn tay mình luôn, và cái cây nó cao, này chắc phải 3 mét có. Qua khỏi đầu luôn đó. Và mình nói vị nè, cái hoa này nó giống hoa sim nhưng mà không phải là hoa sim. Nó có cái trái như thế này nè, vì ra bông bông tàn là nó sẽ có cái trái như nè. Trái khi mà nó chín rồi đó, là nó tự gọi là tét ra, nó màu đen ăn được luôn nha đó. Những ai mà tuổi thơ dữ dội ở núi rừng sẽ biết được cây hoa mua này. Một cái ven đường này, hai bên đường hoa mua cực kỳ nhiều luôn, hoa mua nhiều. Mà cái hoa nó to, thật là to luôn đó. Nếu thời gian rảnh ở đây mình lên mình xin một vài cây về trồng. Đây một ven đường đặc trưng của loài này là nó sống ở được mọi địa hình luôn vậy, từ nước cho tới khô ráo đồi gì như thế này nè. Một cái ven đường như thế này, ven đồi như thế này nè, gì thấy nè, đó cũng là hoa mua luôn nè ha, hoa mua nè, vậy mới đọc chứ đó, chưa thấy cái hoa mua nào mà to. Ví dụ như cái hoa mua này vậy, bứng vào để vào chậu bán có thể nhiều tiền lắm. Ở đây cái gì thấy không, một cây to thật là to đây nè đó. Tuy là nó không có giá trị gì với lại nhiều người nhưng mà đối với mình là nó có giá trị không, bởi vì nó đẹp, nó thể hiện cái sức sống mãnh liệt, không cần chăm bón, giữa núi rừng như thế này mà mọc ra những loài hoa mua cực kỳ cực đỉnh. Rồi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình đó, vì mình đang đi phượt ở Phú Yên. Thấy gì mình ghi lại, thấy gì đẹp ghi lại chơi.